Khi ấy, ngài A Nan ở trong đại chúng liền từ tòa đứng dậy, trịch vai áo vai hữu, trịch áo vai hữu, quỳ gối hữu xuống đất, tức là vai áo mặt quỳ gối mặt xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: con là em nhỏ, em rất nhỏ của Như Lai. Nói theo bây giờ, con là em út của Như Lai. Tối tiểu, tức là em út. Em út của Như Lai. Nhờ Phật thương xót, tuy ngày nay xuất gia mà vẫn còn ỷ lại cái lòng thương xót của Phật, sở dĩ đa văn mà chưa được vô lậu, bởi ỷ lại quá rồi đa văn chứ còn chưa có được vô lậu, không thể chiết phục được cái thành chú Ta Tỳ La, lại bị nó bắt đi dẫn vào cái nhà giam. Phải bởi do không biết cái chỗ, cái chân tế để mà đến. Chân tế tức là cái mé chân thật để mà đến. Vậy cuối mong Thế Tôn với cái lòng từ thương xót chỉ bài cho chúng con đường Samatha. Samatha tức là chỉ, nói cách khác là con đường thiền, để khiến cho những cái chúng tiễn đề dịch là sao, là bất tín, là những người không tin, và phá hoại cái di lệ xa. Di lệ xa là sao? Di lệ xa là tiếng Phạn, dịch là gì? Là gì? Tức là cái thấy biết lệch lạc sai lầm đó, gọi là tà kiến. Những người không tin và phá hoại những các cái tà kiến. Thì như vậy cái đoạn này là ngài muốn Phật dạy cho ngài con đường tu thiền để đi tới cái chỗ chân tế đó. Thưa lời đây rồi, nâng vóc gieo xuống đất, tức là đảnh lễ. Và các đại chúng đều khát ngưỡng, trông chờ, mong nghe được cái lời dạy của Phật. Thì quý vị thấy ngài A Nan con người tình cảm dồi dào. Bởi tình cảm dồi dào cho nên tu hành lúc nào cũng ý là Phật thương mình. Ý Phật thương mình, bởi vì mình em Phật mà, em nhỏ nữa. Bởi vậy nên là cứ lo học, cứ lo lý luận thôi, không có cố gắng tu. Mà chưa cố gắng tu cho nên chưa được vô lậu. Vì vậy mà bị ngoại đạo nó bắt. Mà bắt rồi bây giờ xin Phật chỉ trong con đường tu thiền để đi đến cái chỗ chân thật, tức là tới chỗ giác ngộ. Như vậy thì cái lời tha thiết thỉnh cầu Phật dạy đây, nó không riêng gì ngã mang, mà cả chúng cũng đều được muốn nghe cái điều Phật dạy đó nữa. Khi ấy Đức Thế Tôn từ ở Diện Môn mà phóng ra các thứ nào quan. Diện Môn là chỗ nào? Diện Môn là cái cửa mặt là ở đây. Ở đây phóng ra các thứ hào quang. Hào quang sáng suốt như trăm ngàn mặt trời, khắp soi các cái thế giới chư Phật, khắp cả thế giới sáu thứ đều chấn động. Khi đó thì Đức Phật phóng cái hào quang từ ở đây ra, mà hào quang đó coi như là sáng như trăm ngàn mặt trời vậy. Rồi làm cho cả cõi nước đều sáu thứ chấn động. Như thế mười phương cõi nước nhiều như số vi trần đồng thời đều hiện ra.
do cái oai thần của Phật khiến cho các thế giới hiệp lại thành một thế giới. Trong thế giới kia có những vị Đại Bồ Tát, tất cả vị Đại Bồ Tát đều ở nước mình chắp tay chờ nghe. À, như vậy thì cái đoạn này nó vừa lý mà vừa sự. Trước khi muốn chỉ cái chỗ thiết yếu tu hành, Đức Phật phóng hoa ở cửa mặt. Ở cửa mặt thì thường thường ở chỗ này là tượng trưng cho cái gì? À, cái trí tuệ của Phật. Đây là Phật đem cái trí tuệ của mình để chỉ cho mọi người thấy cái lẽ chân thật. Mà cái trí tuệ đó là cái trí tuệ chung của mười phương chư Phật, chứ không phải riêng Đức Phật, phải không? Ngài có trí tuệ đó, mười phương chư Phật cũng có trí tuệ đó, cho nên nó là Ngài phóng quang trùng hết các cái cõi Phật. Mà chính cái trí tuệ đó không có hai, không có khác. Bởi vậy nên nói rằng các nước hợp lại thành một nước. À, rồi không phải chỉ là hàng thanh văn hiện trong hội muốn nghe cái chỗ cứu kính đó, mà cả các Bồ Tát trong những nước kia đều ở nơi nước mình chắp tay chờ nghe. Thì như vậy để nói lên rằng cái trí tuệ chân thật của Phật là đồng với mười phương chư Phật. Mà đã đồng với mười phương chư Phật cho nên tượng trưng rằng các cõi Phật hợp là thành một. Mà trí tuệ này là cái trí tuệ mà từ hàng thanh văn, bích chi Phật cho tới Bồ Tát đều tu hành muốn được cái đó, chứ không phải riêng một giới nào. Cũng như mình bây giờ tu cũng muốn được cái trí tuệ giác ngộ như Phật. Vì vậy mà tất cả đều muốn nghe. À, bây giờ Phật mới dạy. Phật bảo A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, các thứ điên đảo, cái nghiệp chủng tự nhiên, cái chữ này phải dịch như cái chùm ác xoa. À, nghiệp chủng tự nhiên, chùm ác xa, các người tu hành không có thể được thành vô thượng bồ đề, nhẫn đến riêng thành thanh văn duyên giác và các ngoại đạo và thành ngoại đạo, chư thiên ma vương và quyến thuộc của ma, đều do không biết hai thứ căn bản lầm lẫn tu tập, ví như là nấu cá mà muốn thành thức ăn ngon, dù trải qua cái số kiếp, nhiều số kiếp như vì trần, chọn không thể được thành. À, thì ở đây Đức Phật Ngài chỉ cái chỗ thiết yếu mà tất cả người tu không đạt được cái chỗ cứu kính, mà lại có khi sai lầm nữa. Thì đầu tiên là Phật nói cái gì? Các cái thứ điên đảo từ vô thủy. À, cái thứ điên đảo từ vô thủy đến giờ, những cái thứ đó nó là cái giống nghiệp, nó sẵn có, giống như là cái chùm ác xoa. Chùm ác xoa chúng ta không biết làm sao, bây giờ tôi nói dễ nhớ nhất là như chùm nho. Thấy là chùm nho, nó một chùm nó đeo nhau, phải không? Chùm nho đó. Nó mình cứ trồng nó rồi nó lên rồi nó ra bông rồi nó đậu trái thành chùm chùm, nó tự nhiên chứ không ai bắt nó thành chùm được hết. Cái này cái nghiệp chủng nó kết tụ cũng vậy, nó sẵn có từ thời nào nó kết thành cả chùm nghiệp, nó không có chia rời nó được. Rồi bởi mình không biết được cái đó, chắc người điên đảo không biết được cái đó, cho nên rồi các người tu hành không thể thành được vô thượng bồ đề, mà lại thành từ cao thì
duyên giác hay là thanh văn, còn không thì lạc tại ngoại đạo, chư thiên ma vương vân vân. Đó là do cái hai cái thứ căn bản mà mình không biết. Bởi không biết hai thứ căn bản này cho nên cái tu hành nó lộn xộn. Mà đã tu hành lộn xộn rồi thì chẳng khác nào như nấu cát mà muốn thành thức ăn ngon, dù bao nhiêu thời gian cũng không có kết quả. Như vậy thì Ngài mới nêu lên cái tai họa hiểu biết không đúng, khiến cho người ta tu hành không kết quả như sở nguyện của mình. Bây giờ mới giải thích hai cái đó là gì. Thế nào là hai thứ? Đây, quý vị nhớ hai thứ này thật thiệt kỹ. A nan, một là cái cội gốc sanh tử từ vô thủy. Hiện nay ông cùng với các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Quý vị thấy cái đó Phật nói quá rõ rồi. Thì hiện giờ mình sao? Tâm phan duyên tức là tâm dính theo cái sáu tầng đó. Phan tức là dính, là níu đó. Cái tâm chạy theo sáu tầng đó, làm tâm tánh của mình. Đó là cái gốc mà sanh tử từ vô thủy đến giờ đó, là dùng cái tâm đó cho là tâm tánh của mình, là cái gốc sanh tử từ vô thủy đến giờ. Thì ở đây có người nào không dùng cái đó làm tâm tánh của mình không? Nếu dùng cái đó thì là cái gốc mà trôi lăn muôn đời muôn kiếp mà mình chưa, không có lúc nào mà thoát khỏi đó. Đó là cái thứ nhất. Hai đó là từ cái vô thủy Bồ Đề Niết Bàn là cái thể nguyên thanh tịnh. Hiện nay là cái thức tinh nguyên minh của ông, hay là hiện nay cái thức tinh nguyên minh của ông, hay là cái thức tinh nguyên minh của ông. Thì cái chữ này thì mình thấy nói thức tinh nguyên minh của ông thì nó dễ hiểu. Hay sanh ra các duyên, rồi duyên lại bỏ sót nó. Do các chúng sanh quên sót cái bản minh này, tuy chọn ngài thực hành mà không tự biết, luốt vào các đường chung nhật hành, tức là chọn ngày mình hành, mình sống với nó. Nói cho dễ hiểu là mình chọn ngày sống với nó mà không tự biết, cho nên luốt vào các đường. Thì quý vị thấy cái chỗ này thật là quá rõ. Cái thứ hai là cái Bồ Đề Niết Bàn từ vô thủy, cái thể nó vốn là thanh tịnh, thấy không? Là cái thể đó là cái gì? Thầy Phật chỉ chính là cái thức tinh nguyên minh hiện nay của ông đó. Thức tinh nguyên minh thì nghe cái tên đó quý vị thấy khó hiểu. Nguyên minh, nguyên là vốn, là sẵn, minh là sáng. Thức tinh là cái tinh ba của cái thức. Quý vị biết tinh ba của thức là cái gì? Bởi vì tất cả chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần, luôn luôn nó có những cái mà theo ở bên Lăng Giàu thì dùng cái chữ là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Cái tỷ lượng hoặc phi lượng đó thì nó không phải là cái thức tinh nguyên minh, mà chính cái hiện lượng đó là cái thức tinh nguyên minh của mình. Nó cũng là cái biết, nhưng mà cái biết ở trong cái hiện, hiện hữu chứ nó chưa có so sánh. Tỷ là so sánh. Thì cái đó là cái sẵn của tất cả. Như vậy thì cái đó nó sẵn mà tại sao mình quên nó? Mà hay sanh nó các duyên, thì cái tin nó hay sanh nó các duyên, mà khi duyên theo cảnh rồi thì quên mất nó. Bây giờ quý vị thử,
khi mắt mình thấy cảnh, khi mắt thấy cảnh á, lúc mà chưa có giấy phân biệt cảnh đẹp cảnh xấu thì lúc đó có thấy không? Có thấy, có biết rõ ràng, nhưng mà chưa có phân biệt. Mà vừa khởi phân biệt xấu và đẹp thì cái thấy ban đầu còn không? Nó bất khánh. Bây giờ tôi ví dụ như đây là cái mặt gương. Mặt gương này sáng, cái ở ngoài phản chiếu vô trong ngàn hình ảnh. Mà khi người ta nhìn vào mặt gương, ta thấy hình ảnh thì lúc đó còn nhớ mặt gương không? Như vậy thì hình ảnh đâu có rời mặt gương, nhưng mà khi nhớ hình ảnh thì quên mặt gương. Quên mặt gương nó là bỏ sót. Khi cái kiến tinh nguyên minh nó là gốc sanh ra các pháp, sanh ra các cái phân biệt kia, nhưng mà khi khởi phân biệt các duyên, các thì quên tất cả. Thì bây giờ như vậy thì cái đó nó hằng ở bên mình không? Nên hằng sống với nó mà không biết nữa. Đó là cái chỗ mà nó rất là hệ trọng. Do chúng sanh, do các chúng sanh quên hay là bỏ sót cái bản minh này, cho nên tuy trọn ngày sống mà không có tự biết, cho nên luống vào trong các cõi. Thì chỉ quá rõ. Chính tôi nói kinh Lăng Nghiêm là một quyển kinh nói về thiền đó, ở chỗ này. Về thiền tông giải mình cái gì? Mình tu sao? Cho thấy tất cả. Như nói cây gậy là cây gậy đó, có thấy cây gậy, thấy không? Nhưng mà thấy cây gậy là cây gậy, đừng thêm cái tỷ lượng so sánh này kia, phải không? Thì như vậy là mình sống với cái thức tinh nguyên minh. Mà nếu mình sống được với cái thức tinh nguyên minh đó thì nó là cái gốc bồ đề niết bàn cái gì cả. Còn nếu mình vừa khởi cái tỷ lượng, tức là so sánh phân biệt, thì nó đi luôn, đi vào khác cõi. Đó là cái duyên như bóng dáng sáu tầng đoạn trước ấy. Dùng cái tâm phan duyên á, mình cho là tự tánh. Bởi vì cái tâm mà mình hay, bởi vì đây dùng chữ tâm á, vì nó là biết. Như ở trước Phật nói, cái nếu là cái thể biết đó á, là nhiều thể, thì ông tu sẽ thành nhiều ông Phật đó, phải không? Bởi vì cái biết là cái thể của giác. Mà cái thể của giác, mà nếu mà cái thể biết đó mà mình đừng có chạy theo cái bóng dáng sáu cảnh, thì nó là trở về thức tinh nguyên minh. Mà trở về thức tinh nguyên minh thì nó là bồ đề niết bàn. Còn nếu mà mình chạy theo cái bóng dáng của trần cảnh, bỏ sót nó, thì đó là luân hồi trong ngũ thú hay là lục đạo. Như vậy thì chỉ tới đây Phật nói quá rõ, phải không? Quá rõ. Nhưng mà lý thuyết Phật nói người ta thấy, ta hiểu được, nhưng mà trên thực tế chưa có cái gì cụ thể để chứng minh được. Cho nên tới đoạn sau này Đức Phật mới dùng cái hình ảnh để mà minh chứng được cái điều đó. Liền khi ấy Như Lai đưa cái cánh tay sắc vàng, co năm ngón lại, hỏi Ngạ Nan: nay ông thấy chăng? Bây giờ ví dụ tôi đưa cái cánh tay lên, tôi co năm ngón lại, hỏi quý vị thấy không, thì quý vị trả lời sao? Thấy. Ngạ Nan đó là thấy. Phật nói: nay ông thấy cái gì? Thì Ngạ Nan thưa: con thấy Như Lai đưa cánh tay co năm ngón làm ra thành một cái nắng sáng rỡ, nó sáng chiếu cả tầm mắt con. Còn tôi thì cái nắng nó tối òm, không có chiếu tầm mắt của quý vị. Nhưng mà quý vị cũng thấy, đưa tay lên co năm ngón lại, phải không? Bởi có cái tay co năm ngón lại thì thấy rõ ràng vậy. Phật bảo: ông lấy cái gì mà thấy? Ngạ Nan thưa:
con cùng đại chúng đồng lấy con mắt mà thấy, chứ không phải con. Ngài ghép toàn đại chúng vô để cho Ngài khỏi mắc kẹt. Con và đại chúng cùng dùng mắt mà thấy. Và tôi bảo anh Nam, nay ông đáp ta, Như Lai có ngón tay làm thành ra một cái nấm sáng rỡ, sáng chiếu tâm mắt ông. Như vậy thì mắt ông có thể thấy, thì ông lấy cái gì làm tâm để mà thấy được cái nắm tay, biết được cái nắm tay của ta, đó, cái nắm tay sáng suốt của ta. Như vậy thì Phật cứ hỏi trở lại mắt và tâm nữa, thấy không? Bởi vì cái câu này, câu sau này nó có hơi khó. Dĩ hà vi tâm đương ngã quyền diệu, tức là lấy cái gì làm tâm, chính ngay cái tai sáng suốt của ta thì nghe nó không rõ, phải không? Lấy cái gì làm tâm để biết được cái tai sáng suốt của ta. Bởi vì cái văn này tôi đã nói, vì nó quá gọn, nó quá lưu loát, cho nên rồi có những chữ dùng cái nghĩa bóng hoặc có ẩn từ trong đó, thì mình phải cắt nghĩa cho rõ mới được. Nhã Nam thưa Như Lai, hiện nay hỏi tâm của con ở đâu sở tại, tức là hỏi tâm ở đâu mà con dùng cái tâm suy xét tìm kiếm, suy cùng tầm trục, tức là suy xét tìm kiếm tổ cùng. Tức cái hay suy xét đó là con đem cái đó là tập, con cho cái đó là tập. Cái hay suy xét đó thì suy xét để tìm kiếm cái nó ở đâu đâu đó, cái suy xét đó, cái đó là tâm của con đó. Quý vị chịu không? Thì cũng như mình, khi nào suy nghĩ cái tâm tôi đưa bận nghĩ cái này, bận nghĩ cái kia, phải không? Thì cái suy nghĩ là tâm như gì? Thì như vậy thì quý vị mới thấy Ngài A Nan, Ngài trả lời rất là thật thà, thấy sao thì nói vậy thôi. Phật bảo giúp A Nan, đây không phải tâm của ông, mà vỡ. Vì Phật bảo giúp A Nan, đây không phải là tâm của ông. Ngài A Nan quảng hốt, muốn té tị tòa, tức là muốn té khỏi cái giật mình, không là sao lại cái chuyện lạ vậy, lâu nay mình tưởng đó là tâm mình, bây giờ nó bậy, không phải tâm ông, giật mình nó muốn té tị tòa, tức là trịch quân vân, nó muốn té chắp tay đứng dậy, gượng chắp tay đứng dậy, vật vật tay không phải cái tâm, cái này không phải là tâm của con, thì sẽ gọi nó là gì? Cái mà hay suy nghĩ tìm kiếm này mà không phải tâm con thì Phật gọi nó là gì? Phật bảo A Nan, cái này là cái hư vọng, cái tướng tưởng hư dối của tiền trần, ông lầm cho là chân tánh, do ông từ vô thủy đến nay nhận giặc là con mà mất cái nguyên thường của ông, cho nên phải chịu luân hồi. Đó. Thì tới đây Phật chỉ thẳng cho biết cái này là cái tướng tưởng, tức là cái tưởng về hình tướng, nó là hư dối theo bóng dáng của tiền trần, mà lầm cho nó là chân tánh của mình. Bởi lầm ra chân tánh của mình, cho nên từ vô thủy đến giờ như nhận giặc làm con, nó là cái đứa mà dắt mình đi trong luân hồi, mà nhận nó là mình thì khỏi luân hồi được không? Như vậy thì tất cả ở đây có người nào không nhận nó là mình không?
Như vậy thì nhận giặc làm con, mà đã còn nhận giặc làm con thì còn đi đâu? Như vậy đó thì sao? Muốn hết luân hồi mà muốn tiếp tục luân hồi. Muốn hết luân hồi thì phải biết đó là giặc chứ không phải là con. Bởi nó là giặc cho nên nó lăng xăng, nó dẫn mình chạy đầu này đầu kia đó. Mình phải sao với nó? Chạy theo giặc hay là từ chối giặc? Bởi vậy cho nên mới bị bỏ. Thấy không? Khởi nghĩ rồi buông đi, đừng có nghĩ, tức là đừng có theo giặc. Chứ còn nếu mà mình cứ chạy theo nó thì bị nó dẫn. Thì như vậy, tới đây là Đức Phật đã chỉ thẳng cái sai lầm của Ngã Nan. Tuy trước Ngã Nan Ngài bảy chỗ hỏi, Ngài nói trong nó ngoài là nói chỗ nơi thôi, chứ Ngài chưa có chính xác nói nó là cái gì, tâm là cái gì, phải không? Cho nên đến đây Phật muốn Ngài A Nan xác nhận thực coi cái gì là tâm. Thì tới đây Ngài xác nhận thực, con suy tìm, con tìm kiếm, thì cái tìm kiếm đó, cái đó là tâm của con. Con suy nghĩ tìm kiếm, cái đó là tâm của con. Đó là Ngài xác nhận. Cho nên là gọi là năng suy vi tâm. Thì cái năng suy này, tức là cái hay suy nghĩ tìm kiếm, cái đó sao là tâm. Thì cái này thì thực ra tâm rồi, như một hai cũng chắc cái đó là tâm hết trơn. Mà như vậy cho nên tâm người như một đều đương ở trong tầm luân hết, phải không? Không có người nào mà thoát khỏi tầm luân. Còn chấp nó là tâm thì đều còn ở trong tầm luân, không ra khỏi. Ngã Nan Ngài còn cớm. Ngã Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con là em chữ sống là thương yêu đó. Thì muốn nói kinh nó thương cũng được, thì theo học cái gì muốn dùng ngôn ngữ nào cũng được. Nói với bà tôi xin em kinh nghe kỳ quá, giữa đại chúng mà nói con mẹ em kinh của bà kỳ quá. Tâm con, vì tâm con mến Phật khiến con xuất gia, là tâm con đâu riêng gì cúng dường Như Lai, cho đến khắp ra cõi nước như hằng sa thờ phụng chư Phật và các thiện chư thức, phát cái đại dũng mãnh tu hành tất cả cái hạnh, cái việc khó làm, làm tất cả việc khó làm đều dùng cái tâm này. Dù khiến cho con chê bai chánh pháp, hằng phải thối lùi các cái căn lành, cũng nhân cái tâm này. Nếu ở đây Đức Phật phát minh nó không phải là tâm á, thì con vẫn không có tâm, đồng như là cây đất lìa cái giác tri này lại không còn có cái gì. Thì tại sao Như Lai nói cái này không phải tâm? Con thật là kinh sợ, gồm cả đại chúng đây đều là nghi ngờ. Vậy cuối mong Ngài mở lòng đại bi chỉ dạy cho những kẻ chưa ngộ này. Thì Ngài A Nan Ngài vẫn còn thấy nó là tâm mình. Phật nói gì nói thì cũng vẫn thấy cái đó là tâm mình. Thì đây Ngài đưa hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bởi cái tâm này cho nên con mới kính mến Phật. Con mới kính mến Phật, con xuất gia, con tu hành. Rồi không những là con kính mến Phật, con xuất gia tu hành, mà giả sử con có cúng dường 10 phương chư Phật, phụng thờ các thiện chư thức, cũng do cái tâm đó. Rồi giả sử ngày mai mà con có những cái xấu xa, con nghĩ bậy, rồi con chê bai chánh pháp, con phải thối lùi đi nữa, thì cũng là cái tâm đó.
thì đó là tâm con. Vì nó cái đó không phải tâm, bây giờ con như cây như đất rồi, đâu có biết gì nữa. Bây giờ nó không biết gì nữa rồi, làm sao con tu đây? Hồi đó giờ nghĩa là phát cái tâm lành, nghĩ cái tâm lành, phải không? Nghĩ cái lành thì cũng là tâm đó, còn nghĩ ác cũng là tâm đó. Bây giờ cái đó không phải là tâm, bây giờ con có cái gì nữa không? Như cây như đá rồi. Đó là cái quảng hốt của Ngài ở chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên nghe Phật nói bậy không phải tâm, cái ông giật mình, ông muốn té. Không ngờ cái chuyện đó hồi đó giờ thì khẳng định nó là tâm của mình, mà sao giờ Phật nói vậy? Cho nên Ngài quảng hốt. Thì như vậy cái đoạn này Đức Phật đã nêu rõ hai cái nguyên nhân: nguyên nhân luân hồi sinh tử và cái nguyên nhân Bồ Đề Niết Bàn. Cái nguyên nhân luân hồi sinh tử là do mình chấp cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần, cho đó là tâm tánh của mình. Vì vậy mà nó dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Còn cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn tức là cái biết sẵn ở sáu căn hằng thanh tịnh, không có so sánh, không phân biệt. Hằng ngày chúng ta sống với nó mà chúng ta bỏ quên, phải không? Nếu mà sống trở về được với nó thì đó là Bồ Đề, là Niết Bàn, tức là giải thoát sanh tử. Thì đó là Phật chỉ quá rõ cái ý nghĩa này rồi. Nhưng mà Ngài A Nan không biết, Ngài A Nan chưa hiểu, hay là Ngài muốn lợi ích cho cả ngu ngốc như mình sau này, cho nên Ngài giả bộ như chưa hiểu, để rồi Ngài nỉ Phật dạy cho thiệt kỹ, cho thiệt rõ để cho mình hiểu. Bởi vậy cho nên Phật mới giảng lại cho thử coi Ngài A Nan nhận cái gì là tâm, thì Ngài xác nhận cái hay suy nghĩ là tâm, cái đó là tâm con. Bởi xác nhận cái hay suy nghĩ là tâm cho nên vị Phật quở, Ngài mới kinh hoàng. Ngài nói hồi đó giờ con lòng lành, con tu hành cũng nhờ cái tâm đó, mai mốt con có làm dữ cũng là tâm đó. Bây giờ Phật nói không phải tâm con, thì tôi con như cây như đất. Thì như vậy thì ý để dẫn tới đoạn sau nghĩ. Phải thông hai cái đó, nếu mà không thông hai cái đó
thì trên đường tu dễ lầm lẫn, mà lầm lẫn thì không những không đạt được cái đạo quả như chư Phật mà còn có thể rơi vào ngoại đạo thiên ma chẳng hạn. Bởi vậy cho nên đoạn trước thì ngài A Nan và chư đại chúng nghe Phật nói rồi mà chưa có hiểu ngộ được, ngài A Nan ngài bị Phật hỏi ông lấy cái gì lập tâm, rồi ngài cho rằng cái hay suy nghĩ tìm kiếm nó lập tâm của ông, rồi Phật mới vỡ cái đó không phải tâm. Thì từ khi mà vỡ cái đó không phải tâm thì ngài mới hoảng hốt quá, ngài nói như vậy cái đó ngài làm thiện cũng từ cái tâm đó, mà giả sử tạo ác cũng từ tâm đó. Bây giờ Phật nói không phải tâm con, như vậy con không có tâm sao? Chẳng lẽ con đồng như cây cỏ? Bởi vậy nên ngài và đại chúng đương chờ mong Phật giải cho cái nghi này. Nhưng bây giờ Phật bắt đầu giải nghi. Khi ấy Đức Thế Tôn mới mở bài cho ngài A Nan và các đại chúng muốn chiếm tâm vào cái vô sanh pháp nhẫn ở trên tòa sư tử xoa đảnh ông A Nan, mà bảo rằng bây giờ dò đầu lần nữa. Bởi vì sao mà dò đầu? Mỗi lần dò đầu là mỗi lần ngài đau khổ quá rồi, phải không? Vì cái chấp chặt như vậy mà chặt đi rồi, rồi giờ Phật sửa cái chặt đó thì biết rằng làm cho ngài khó hiểu, khó thấu đáo được, nên trước Phật an ủi. Đây ngài mới xa đầu rồi nói những lời an ủi đây. Như Lai thường nói, các pháp sanh ra duy tâm mà nó hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần nhân tâm mà thành thể. Này A Nan, nếu các thế giới tất cả cái đã có ở trong kia cho đến cọng cỏ lá cây sợi dây cây hút, gạt hỏi cái căn nguyên của nó đều có thể tánh, dù cho hư không cũng là có cái danh mạo của nó, huống là cái tâm thanh tịnh sáng suốt rực rỡ tánh của tất cả tâm mà lại không có tự thể. Đó là nói tất cả thế gian cái gì cũng có nguồn gốc hết, huống nữa là cái tâm thanh tịnh sáng suốt mà lại không có tự thể sao? Nếu ông chấp chặt, chỉ lãnh là chặt đó, chấp cứng đó. Nếu ông chấp chặt để phân cái phân biệt giác quán rõ biết là cái tánh rõ biết này hẳn là tâm của ông, thì cái tâm này tức nên lìa tất cả các cái thứ sắc thanh hương vị xúc, những cái sự nghiệp của trần cảnh riêng còn có toàn tánh. Thì ở đây Đức Phật mới chỉ cho ngài A Nan thấy rõ rằng nếu mà ngài cho cái hay phân biệt hiểu biết đó là tâm tánh của ngài, cái đó là tâm đó, thì cái tâm này nếu thực có thì khi mà nó lìa sáu trần thì nó phải còn cái thể tánh của nó, phải không? Nếu cái tâm nó là thực có thì khi lìa sáu trần nó phải còn, nếu lìa sáu trần không còn thì nó đâu phải thực có. Như vậy thì cái thực có này khi nào lìa sáu trần mà còn thì gọi là thực có, nếu lìa sáu trần mà không còn thì không có phải thực có. Đó là Phật chỉ cho rõ, nếu thực là tâm của mình khi rời sáu trần nó phải còn, phải nguyên vẹn thì mới gọi là tâm.
Còn nếu lìa sáu trần mà không còn, không nguyên vẹn thì cái đó không phải là tâm của mình. À, như hiện nay ông vâng lời để ông lắng nghe cái pháp của ta, thì nhân nơi cái thinh trần này mà có phân biệt, dù diệt tất cả cái thấy, nghe, hiểu, biết ở bên trong, gìn giữ cái lặng lẽ, mờ mịt, u là tối, nhàn là rảnh rang, là lặng lẽ. Cái lặng lẽ mờ mịt vẫn là cái việc phân biệt bóng dáng của sáu trần hay là của pháp trần. Vẫn là việc phân biệt bóng dáng của pháp trần. Đó, như vậy thì Phật mới dạy kỹ càng rằng nếu mà chúng ta cho rằng cái hay phân biệt là tâm của mình, thì bây giờ đây khi mà nghe pháp thì là nhân tiếng mà có phân biệt, phải không? Khi nghe pháp nhân tiếng mà có phân biệt, thì khi thấy sắc thì nhân sắc mà có phân biệt, khi ngửi mùi thì nhân mùi mà. Còn nếu mình nhận được cái tánh phân biệt sẵn có, sáu trần mặc đi mặc lại không có quan hệ gì với mình, thì như vậy đó thì mình mới thực là có cái tâm thành. Đây Đức Phật nói dù diệt tất cả cái thấy, nghe, hiểu, biết ở bên trong, giữ cái yên lặng mờ mịt vẫn là cái gì, là cái việc phân biệt cái bóng dáng của pháp trần thôi. Nghĩa là nếu bây giờ mình ngồi mình nhắm mắt, mình không cần nghe cái tiếng bên ngoài như buổi khuya ngồi thiền chẳng hạn, nhắm mắt lại không nghe không thấy gì hết, rồi chỉ để cho cái tâm mình nó lăng xăng chút mờ mờ mịt, lăng xăng mà mờ mịt, thì cái đó gọi là nội thủ u nhàn. Thì lúc đó nó không có mấy cái trần ngoài, mà nó chỉ có pháp trần. Cái pháp trần ở trong, pháp trần là cái gì? Là cái bóng dáng mà do năm trần trước nó có cái cảm xúc, rồi nó gây cái ấn tượng ở trong tâm mình. Rồi khi mà những cái trần trước đó nó không còn tiếp xúc nữa, thì cái bóng ở trong nó thầm thầm hiện ra. Thì như vậy đó, gọi đó là pháp trần, chứ chưa phải là cái thật. Tôi không có dạy ông hay là không có bảo ông chấp nó là không phải tâm. Tôi không phải bảo ông chấp không phải là tâm, nhưng ông nơi ấy dùng cái tâm suy nghĩ cho chính chắn. Vì thế tức là kỹ lưỡng suy nghĩ, suy ma tức là mình xem xét hay dò xét cho thật kỹ càng chính chắn. Nếu lìa tiền trần mà có cái tánh phân biệt, tức thật là tâm của ông. Nếu cái tánh phân biệt lìa tiền trần mà không có thể, thì đây ác là cái việc phân biệt bóng dáng của tiền trần. Trần thì nó không phải thường trụ. Nếu khi nó biến diệt thì cái tâm này đồng với lông rùa sừng thỏ. Ác, cái pháp thân của ông đồng với cái đoạn diệt, thì cái gì sẽ lấy cái gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Cái đoạn này Phật nói quá rõ. Ngài chỉ cho mình biết rằng Ngài nói không phải như vậy, là Ngài bác tất cả cái hiểu biết không phải tâm, phải không? Bởi vì biết là tâm mà, Ngài không phải bác tất cả hiểu biết không phải tâm, nhưng mà phải suy nghĩ cho chính chắn. Nếu cái đó mà lìa cái phân biệt của mình, mà lìa tiền trần rồi vẫn còn có hiện hữu, thì cái đó là tâm. Còn nếu lìa tiền trần mà không còn,
thì cái đó là không phải tâm, mà tiền tài là cái thứ diệt, phải không? Nếu lìa tiền tài rồi mà không có thì tất nhiên mình đã chạy theo cái sinh diệt rồi. Mà chạy theo sinh diệt thì ở đây Phật liền hiểu bài cho mình thấy như vậy thì cái pháp thân của ông đồng với đoạn diệt, phải không? Như vậy pháp thân là cái gì? Sao đây nói tức là cái phân biệt mà rời tiền tần hẳn có đó, phải không? Cái phân biệt rời tiền tần vẫn còn, vẫn có, đó là pháp thân. Bởi vậy cho nên nếu rời tiền tần mà mất đi đó, thì như vậy pháp thân ông đồng với đoạn diệt. Đó, như vậy thì chúng ta hiểu rõ như cái tinh thần pháp thân ở đây nói là cái tánh phân biệt không bị sáu tầng nó lôi kéo hay là sinh diệt theo nó mà lúc nào cũng hiện hữu, thì cái đó là pháp thân. Như vậy thì chúng ta thấy cái pháp thân nó không phải xa lạ, không phải khó kiếm, phải không? Như vậy ở đây có người nào không có pháp thân không? Có không? Có không? Không có à? Không có, lấy gì mà tu chứng vô sanh pháp dẫn? Nghĩa là chúng ta sẵn có mà chúng ta quên, phải không? Sẵn có hiện hữu mà quên. Như hôm qua nói đó, bây giờ quý vị nhớ, mình nhìn cái gương, nếu cái gương, ví dụ bàn tay tôi là cái gương, thì cái gương này nó phản ảnh hết hình bóng ở ngoài gương. Nhưng mà khi mình nhìn hình bóng ở trong gương á, thì lúc đó mình nhớ hình bóng mà nhớ mặt gương. Nếu nhìn hình bóng thì thấy người này, người kia, người mặt tròn, người mặt sao sao đó, phải không? Chứ không bao giờ nhớ mặt gương. Chỉ khi nào không có hình bóng lúc đó mình mới thấy được cái mặt gương, phải không? Còn nếu còn có hình bóng là không thấy mặt gương. Thì cũng như vậy, còn có cái bóng dáng sáu trần thì mình lệ thuộc về bóng dáng sáu trần mà mình quên cái chân thật của mình. Từng nào bóng dáng sáu trần nó lặn được rồi thì cái mặt gương nó rõ ràng. Như vậy mới thấy rằng khi có bóng dáng sáu trần không có mặt gương sao? Có không? Dù cho trong cái mặt gương có trăm ngàn thứ bóng, thứ hình, mình thấy trăm ngàn thứ hình bóng trong gương mà sự thực mặt gương lúc đó đâu có nhắn, phải không? Nhưng mà tại vì mình cứ duyên theo cái hình bóng mà quên mặt gương đó. Mà khi mà hình bóng mất rồi thì mình từng đó mình mới nhớ, mới thấy rõ mặt gương. Như vậy thì ở đây Phật nói không phải chúng ta không có cái tâm, nhưng mà cái tâm mà chạy theo sáu tầng á, thì cái tâm đó thuộc về sinh diệt. Vì sáu tầng là sinh diệt, mà tâm duyên theo bóng dáng sáu tầng thì tâm đó là tâm sinh diệt. Nếu rời sáu tầng ra mà riêng còn có tánh phân biệt á, thì cái đó mới thật là chân tâm của mình. Mà chính đó là pháp thân, nhờ pháp thân đó mới tu chứng vô sanh pháp nhẫn, phải không? Còn nếu không có cái đó thì làm gì mà tu chứng được. Như vậy thì rõ ràng Phật xác nhận nơi ai cũng sẵn có pháp thân, phải không? Ai cũng sẵn có, mà chỉ vì chúng ta không ngộ, bởi không ngộ cho nên tưởng như không có. Mà muốn ngộ được pháp thân thì chúng ta phải đừng có dính với sáu trần mà vẫn còn hiện hữu cái rõ ràng phân biệt. Liền khi ấy ngã mang cùng với đại chúng lặng thinh tự mất. Lặng thinh tự mất, tại sao tự mất? Tức là những cái mình chấp lâu nay, nói cái hay suy nghĩ là xong, giờ Phật nói vậy ta không biết sao nữa, phải không? Lòng thinh mà rồi chưa nhận ra được, rồi mất cái mình chấp trước kia, cho nên gọi là lặng thinh tự mất. Như vậy thì cái phân biệt, cái phân biệt ở đây sao?
cái phân biệt mà lâu nay chúng ta bị có cái quan niệm nói cái gì là cái phân biệt ấy, thì cái đó nó là hư dối, phải không? Hay là đó nó thuộc về thức, nó là thức và phân biệt đó. Nhưng mà theo trong Kinh Lăng Nghiêm đoạn này Phật nói, nếu cái phân biệt mà duyên với sáu tầng, rồi sáu tầng đi thì nó không còn, thì cái phân biệt đó là hư dối, phải không? Còn nếu rời cái sáu tầng mà còn có cái phân biệt ấy, thì cái phân biệt đó là tâm tánh của ông, phải không? Như vậy thì cái phân biệt đó nó có ảnh hưởng gì tới trong nhà thiền không? Ảnh hưởng sao? Thì ở đây nhắc lại một đoạn ở trong đệ tử của Phật nước của Tổ, tức là Lục Tổ Huệ Năng đối đáp với Ngài Huyền Giác đó. Thì Ngài Huyền Giác sau khi đến với Lục Tổ rồi, qua vài câu đối đáp trước, thì Ngài liền xin từ giả trở về. Xin từ giả trở về thì Lục Tổ hỏi: trở về quá nhanh. Thì ông nói sao? Ông nói là vốn tự không động thì đâu có nhanh. Cái đó, vốn tự không động thì đâu có nhanh. Thì Tổ mới hỏi: cái gì biết không động? Thì Ngài trả lời là: Ngài tự phân biệt, nhân giả tự phân biệt. Thì Tổ nói: ngươi được ý vô sanh rất sâu. Tổ khen: ngươi được ý vô sanh rất sâu. Thì Ngài Huyền Giác mới hỏi: vô sanh có ý sao? Vô sanh có ý sao? Thì Tổ nói: không ý cái gì phân biệt. Nếu không ý thì cái gì phân biệt? Thì Ngài Huyền Giác trả lời: phân biệt cũng không phải ý. Phân biệt cũng không phải ý. Thì nghe nói phân biệt cũng không phải ý thì mình khó hiểu quá, phải không? Nhưng mà rõ ràng ý thì phân biệt bóng của sáu cảnh đó. Còn cái này ngoài cái bóng sáu cảnh ra mà vẫn còn cái phân biệt thì cái đó là chân thật. Nên Tổ khen lành thai, lành thai đó. Như vậy là Tổ ấn chứng cho Ngài Huyền Giác. Thì quý vị mới thấy chính cái đó, rồi mình nhớ lại đoạn này thì nó sẽ giống hơn. Thật nó quá rõ ràng. Mà tại vì mình không có tu thiền, rồi nghe nói mình không biết nói cái gì. Chứ rõ ràng như vậy, nghĩa là chúng ta phân biệt. Mà trong kinh thường hay nói như cái mặt gương, những người, những cái đối tượng ở trước mặt gương hiện vào mặt gương, bóng hiện vào mặt gương, thì những cái bóng đó có phân biệt hay không? Có phân biệt không? Có hay không? Có chứ. Ai trắng hiện ra trắng, ai đen hiện ra đen, ai cao hiện thấy cao, ai thấp hiện thấy thấp, thì rõ ràng phân biệt, phải không? Rõ ràng phân biệt. Phân biệt mà có động không? Bởi vì phân biệt mà nó không có vận dụng cái suy nghĩ đó. Thì cũng như vậy, khi mà rời cái tâm suy nghĩ của mình, cái tâm suy nghĩ phân biệt của mình, cái tâm đó có động không? Khởi suy nghĩ có động không? Đó. Còn khi mà mắt mình thấy, nhìn qua mình không cần suy nghĩ gì hết, nhìn qua tất cả đây mình thấy, mình có biết ai ai không? Phải cần suy nghĩ cũng biết, thấy qua thì biết là trời, phải không? Mà lúc đó có suy nghĩ gì đâu, thì mà có biết tức là có phân biệt rồi, phải không? A là A, B là B, chứ đâu có lộn B thành A. Như vậy thì phân biệt mà lúc đó không có động, phải không? Còn cái kia mình dùng cái suy nghĩ phân biệt thì đó là động. Động là trước sinh dưới, nó rất là rõ. Cho nên học cái này càng kỹ thì cái tu của mình nó càng vững. Mình thấy rõ ràng cái đường hướng Phật Tổ không có hai. Như vậy thì hiểu được cái đoạn đó rồi. Bây giờ Phật bảo Ngã Nan: thế gian tất cả những người tu học
thiện tiền tuy thành cái cửu thứ đệ định. Cửu thứ đệ định đây là cái danh từ chung. Cửu thứ đệ định là gì? Tức là sơ thiền, nhị thiền, tới tứ thiền, đó là tứ thiền thiền, đó là sắc ha. Rồi tứ không, không vô biên tứ, không vô biên tứ, đó là tứ không. Rồi thêm cái dịch hồi tứ định là chính, tức là thứ lớp, chính cái định theo thứ lớp, cho nên gọi là cửu thứ đệ định. Không được lậu tận thành A-la-hán đều do chấp cái vọng tưởng sanh tử này lầm cho là chân thật à, bởi vọng chấp cái sanh tử này cho là chân thật, bởi cho chân thật cho nên mình mới tu mà không có đi tới cái kết quả chứng đạo thành A-la-hán trở lên. Thế nên hai ông tuy được đa văn, đa văn tức là học rộng, mà chẳng có thành ra cái thánh quả à, tuy được đa văn mà không thành thánh quả. Nhớ đa văn là học rộng nha. Chứ nhiều khi nghe nói đa văn cũng không khác gì bất văn, cho mình hiểu sao. Nói là nghe nhiều không khác thì không nghe, không nghe biết sao. Như vậy nghe nhiều tức là lỗ tai thông, còn không nghe tức là điếc, phải không? Thành ra chữ đa văn này có nghĩa là học rộng, không bằng người không học. Đó, nó hiểu cho rõ cái ý nghĩa đó. Thì khi đó ngài A Nan, ngài mới xúc động. Ngài A Nan nghe rồi lại trùng phục, tức là lại một lần nữa rơi lệ, năm dốc gieo xuống đất, quỳ gối chắp tay. Cái này quỳ dài chứ mới quỳ gối nha. Quỳ mà có nhiều người chỉ nằm giả đó. Cái kia là quỳ gối, quỳ thẳng, cái này quỳ dài. Nghĩa là những người đã trước thì còn buồn, còn tối, bây giờ buồn tối trầm đập. Cho nên quỳ dài đó mà, như người muốn nằm dạ với Phật. Chắp tay và Phật rằng, từ con theo Phật phát tâm xuất gia, ỷ lại cái oai thần của Phật, thường tự suy nghĩ, không có nhọc gì ta phải tu hành, sẽ nhờ cái ân đức của Như Lai cho ta cái tam muội, không biết thanh tâm vốn không có thế được cho nhau, bất tương đại, tức là không có thế được cho nhau, cho nên mất cả cái bản tâm của con, tức là mất cái tâm ban đầu của con rồi. Tuy thanh xuất gia mà tâm nó không được vào đạo, thí như người cùng tử bỏ cha mẹ đi lang thang. Ngày nay mới biết, tuy là học rộng, có học rộng, nếu không chịu tu hành thì cùng người không học giống nhau, đẳng là đồng. Tuy là có học rộng mà không chịu tu hành thì cùng với người không học như nhau. Như người nói ăn trọn không thể nào no. Thế Tôn, chúng con ngày nay bởi hai cái trước nó trói cột lượt bật lương do, không có biết được cái tâm tánh thường lặng lẽ, chỉ mong Như Lai thương xót những kẻ cùng khổ mà phát minh ra cái diệu minh tâm, chỉ bài cho con được con mắt đạo, mở được con mắt đạo,
chỉ cho con mở được cái mắt đạo. Đó là lời tha thiết của người anh ngài A Nan. Thì như vậy đoạn này là cốt ngài A Nan ngài tủi, ngài buồn, ngài than thở rằng từ hồi theo Phật xuất gia tới giờ thì cứ về nghĩ rằng Phật có đầy đủ quay thành, mình phải cần tu hành gì Phật cũng cho mình được cái chánh định, phải không? Vì Phật đủ phước đức quá rồi, mình hầu Phật thì Phật cho mình chứ gì lo, phải không? Cho nên rồi cứ nghĩ vậy mà lo, nghe nhớ cho thiệt nhiều. Nhưng bây giờ đây biết lại thì thân tâm nó cũng còn không có thế được cho nhau, huống nữa là người này cho người khác, phải không? Chính thân tâm mình cái này còn không thế được cái kia, huống nữa là người này cho người kia được. Vì vậy mà con mất được, mất cái bổn tâm trước. Bổn tâm tức là cái tâm mà nghĩ trước đó, nghĩ trong chạy vào Phật đó. Như vậy thì tuy thân bây giờ xuất gia mà tâm chưa có vào đạo, tụi con sao? Có vào đạo chưa? Tụi con thì cũng na ná vậy. Tuy thân xuất gia mà tâm chưa có vào đạo, giống như ai? Giống như chàng cùng tử, cha mẹ giàu có là tiểu giả, mà mình bỏ đi lang thang ăn mài rách rưới, phải không? Mình đi lang thang ăn mài rách rưới cái khổ đó tại ai? Tại mình bỏ cha mẹ mà đi, phải không? Mà phải đi cha mẹ nghèo bỏ đi cũng đành đi, phải không? Cha mẹ giàu mà lại bỏ đi để rồi khổ sở, như vậy thì đáng thương không? Đáng thương là đáng trách. Mà thương sao? Thương tại cái gì mà thương? Thương tại kiên thu, thương phát thù, phải không? Ví dụ cha mẹ nghèo mà mình bỏ mình đi thì nói là tại cha mẹ nuôi không nổi, phải không? Mình phải đi nơi này nơi kia mà để lang thang kiếm ăn. Bây giờ cha mẹ giàu mà bỏ đi thì quá ngu rồi. Nói là cha mẹ giàu bỏ đi rồi để tự mình lang thang đó là quá ngu, thành nên thương thương cái ngu đó, phải không? Thì cũng giống hệ như chúng ta vậy, nơi mình đã có sẵn cái của báo mà không biết thì cứ chạy theo cái bóng dáng của tiền trần là cái giả dối hư vị, chạy chụp nắm nó, phải không? Nắm bắt nó rồi mai mốt cái nó hoài nó diệt, cái mình hoài diệt theo, rồi chạy nó bắt cái khác, rồi nó hoài diệt mình hoài diệt theo, cứ chạy chạy hoài, gọi là gì? Gọi là lang thang trong nẻo luân hồi đó, phải không? Cứ lang thang luân hồi đời này đời kia kiếp nọ luân hồi dài dài là tại vì mình cứ chạy bắt những cái tạm bỡ sinh diệt. Còn khi đó cái của báo bất sanh bất diệt mình bỏ quên à, của báo bất sanh bất diệt đó là dụ cho trưởng giả giàu có mà mình quên, mình chạy theo cái kia thì là cùng tử bị lang thang, phải không? Đó, để thấy rõ cái con người mê muội, bởi từ cái mê muội đó mà bỏ cái quý đi tìm cái tầm thường, cái tạm bợ. Ngày nay biết tuy là học rộng, tuy có học rộng á, nếu không có chịu tu hành cùng với cái người không học bằng nhau chứ không có gì hết. Dù mình có học rộng mà không chịu tu thì cùng với những người không học nó bằng nhau. Tại sao vậy? Thì đây ngài nói cái ví dụ kế quá rõ. Như người nói ăn trọn ngày không thể no. Ví dụ người đó họ rất là sành các thứ đồ ngon, ngồi lại kể là nào là ăn chay giò nè, nào ăn bánh hỏi nè, nó kể thôi cả buổi mà chưa hết những món ăn cho họ thuộc, phải không? Kể cả buổi mà chưa hết những món ăn họ thuộc, nhưng mà rồi tới trưa thì cái bụng họ sao? kể dài dài cả trăm thứ đồ ăn mà rốt cuộc là bụng những đôi mèo, phải không?
Như vậy cho nên học thật là nhiều mà không chịu tu thì cũng giống như cái người kẻ thích ăn vậy. Người mở miệng là Bồ Đề Niết Bàn, ôi chân như Phật Tánh thì nói dài dài, mà rốt cuộc không biết Bồ Đề cái gì, chân như ở đâu, Phật Tánh là cái gì. Đó, thì như vậy tuy là nói rất hay mà rốt cuộc rồi không có được cái gì hết, thì giống cũng như người chưa biết. Rồi Ngài nói rằng chúng con bị hai cái chướng nó trói buộc. Hai cái chướng là cái gì chướng? Một là, hai là, à, hai cái đó bởi vì Ngài là đa văn đó, cho nên có cái sở tri. Cái sở tri đó nó là trói buộc Ngài. Thì sở dĩ hai cái nó trói buộc cho nên do đó mà không biết được cái tâm tánh thường vắng lặng của mình. Bây giờ đây cuối mong Phật thương xót mà phát minh cho cái tâm sáng suốt của mình để mà mở con mắt đạo cho con. Đó. Thì như vậy đó là lời thiết tha yêu cầu của Ngài A Nan. Bây giờ Phật liền khi ấy, Đức Như Lai từ cái chữ vạn ở trên ngực nó phóng ra cái hào quang báo. Cái hào quang sáng rỡ kia có cả trăm ngàn sắc, mười phương cái thế giới của chư Phật nhiều như số như trần, đồng thời đều khắp giác, tức là mũ khắp hay là soi khắp, rồi khắp rót trên đảnh chư Phật ở các cái cõi báo kia, rồi xoay lại trên đầu ông Ngài A Nan và đại chúng, xoay lại đến Ngài A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật mới bảo Ngài A Nan rằng nay ông, nay tôi sẽ vì ông mà dựng lập cái đại pháp tràng, cũng khiến cho mười phương tất cả chúng sanh được cái vi diệu tánh mạch tịnh minh tâm. Thì nói như vậy nó dài dòng quá, thì chúng ta có thể cắt nghĩa đơn giản rằng sẽ được cái tâm sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu, được con mắt trong sáng. Thì như vậy ở đây quý vị nhớ đoạn trước Đức Phật phóng quang ở đâu? Ở cửa mặt. Rồi ở đây Phật phóng quang ở ngực. Ngực chỗ chiếu vạn là ngay cái gì? Ngay cái tiêu. Như vậy thì trước phóng quang là tượng trưng cho trí tuệ Phật, đây phóng quang là tượng trưng cho cái gì? Đó, tức là Như Lai tàng tâm. Tức là cái tâm Như Lai, Như Lai tàng, tức là từ cái tâm Như Lai mà phóng hào quang ra, tức là Như Lai tàng tâm đó, phóng ra thì để soi rọi khắp cả chư Phật. Thì tất cả chư Phật cũng cùng một cái tâm đó, và Ngài A Nan và đại chúng cũng cùng có cái tâm đó, cho nên mới vậy, vì vậy mà soi rọt rót trên đầu chư Phật, rồi trở lại cũng rót trên đầu Ngài A Nan và đại chúng, để nói lên rằng tất cả ai ai từ Phật đến chúng sinh đều hẳn có cái Như Lai tàng tâm, chứ không phải riêng gì Phật mới có. Khi mà hiện cái tướng đó rồi thì Phật liền bảo Ngài A Nan là hôm nay tôi dựng đại pháp tràng đó, khiến cho tất cả mười phương chúng sanh, không phải chỉ trong hội đó mà tất cả chúng sanh sau này hoặc các nơi, được cái tâm tánh sáng suốt nhiệm màu,
nó là con mắt thanh tịnh, đó là được con mắt thanh tịnh, tức là con mắt công tác. Như vậy là hết đoạn này rồi. Này A Nan, ông trước đó tôi thấy cây nắm tay sáng rỡ, thì cây nắm tay sáng rỡ này nhân đâu mà có, bởi sao mà thành nắm tay, ông đem cái gì mà thấy? À, đây là Phật lặp lại cái câu chuyện đoạn trước, phải không? Đoạn trước Phật ở trong chúng đưa cái nắm tay lên đó. À, thì Ngài A Nan nói con thấy cái nắm tay của Phật sáng rỡ. Bây giờ Phật lặp lại cái ý nghĩa đoạn trước để mà dạy ở sau này. Ngài A Nan thưa, do toàn thân của Phật, cái câu này cách nghĩa cho rõ, do toàn thân của Phật, chữ thể là thân đó, toàn thân của Phật là cái vàng như phù đàn, nó sáng rỡ như một hòn núi báo, trong sạch, do cái trong sạch sinh ra cho nên có cái hào quang sáng như vậy. Con thật dùng mắt mà xem, còn năm ngón tay của Phật co lại, nắm lại, co nắm lại mà chỉ cho người, cho nên thành cái tướng nắm tay, có thành tướng nắm tay, phải không? Như vậy thì Ngài A Nan, Ngài thuật lại cái tướng nắm tay của Phật vì sao mà sáng rỡ. Đầu tiên thì nói gì, thân Phật nó sáng như cái vàng khi phù đàn, như một ngọn núi báo. À, bởi vậy cho nên cái tay của Phật nó cũng sáng rỡ khi mà năm ngón tay co lại thành một cái nắm tay sáng rỡ. À, Phật cứ bảo A Nan, nay ngày hôm nay Như Lai nói thật bảo ông, những người có trí thì cốt dùng cái ví dụ mà được khai ngộ. Mẹ Nan, thí như cái nắm tay của ta, nếu không có cái cánh tay á thì không có thành cái nắm tay của ta, nếu không có cánh tay của ta thì không thành nắm tay của ta. Nếu không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Đem cái con mắt của ông so với cái nắm tay của ta, cái lý ấy, cái nghĩa nó có đồng nhau chăng? Tất cả quý vị xét có đồng không? À, như vậy cái nắm tay của Phật nó có là do cái cánh tay, phải không? Nếu không cánh tay thì có nắm tay không? Còn mình cái thấy thì do có con mắt, phải không? Bởi có con mắt cho nên mới có cái thấy, nếu không con mắt thì không có cái thấy. Thì hai cái đó ví dụ với nhau, giống nhau không? Nghe giống đó, phải không? Nếu không có đọc đoạn này thì làm sao, thì làm gì mình cũng nói khoảng giống, phải không? Bởi vì có cánh tay cho nên mới có nắm tay, có con mắt cho nên có cái thấy, cái thấy thì hợp lý vô cùng, phải không? À, thấy Phật khéo dùng những cái ví dụ bắt chẹt Ngã Nan. Ngã Nan thưa ngàn, à cái đó là đồng nhau để được Phật dạy. Chính những cái chỗ này là những cái phát minh nó rất là lý thú mà người học nhiều khi mình không có khéo thấy. Ngày xưa đã diễn mà tôi học đoạn này tôi rơi nước mắt, là thấy thật là lạ thường, ở đời không bao giờ nghe được những cái này. Đây gọi là văn vị tàng văn đó, nghe cái chưa từng nghe.
ở ngoài thì ai cũng nói do con mắt mà có thấy trong người như một, phải không? Không ai nói khác hơn được. Mà mình hiểu như vậy, nhưng ở đây Phật chỉ một cái mà thực là giết mình. Để ngã nan chấp nhận là đồng rồi. Phật bảo ngã nan thưa, duy nhiên Thế Tôn, đã không có con mắt của con thì không thành cái thấy của con. Do con mắt của con, đem con mắt của con mà so với cánh tay của Như Lai thì cái nghĩa ấy đồng nhau. Khẳng định là hai cái nó đồng, giống hệt nhau, không khác chút nào hết. Phật bảo A Nan, ông nói nó đồng nhau thì nghĩa đó không đúng. Mới giật mình. Vì cớ sao? Như cái người không tay, không cánh tay á, thì cái nắm tay hẳn là không, phải không? Không cánh tay thì cái nắm tay nhất định là không. Nhưng cái người không con mắt kia, không phải cái thấy nó là toàn không. Người không có con mắt, cái thấy không phải hoàn toàn không. Nghe cái này cái giật mình. Mà lâu nay thì mình nói người không có mắt là không thấy. Nhưng mà Phật nói người không có mắt không phải là cái thấy cũng có. Làm sao mình hiểu được cái điều đó? Bây giờ tôi thí dụ trước, rồi lát nữa sau thì cũng sẽ có những cái vụ đó. Ví dụ như giờ đèn điện của mình đó, khi mở điện cái nó cháy sáng. Cháy sáng là cái bóng đèn nó hư, nó tắt. Như vậy khi cái bóng đèn hư nó tắt, điện lúc đó hết thì còn. Nà, như vậy thì bóng đèn hư chứ không phải không có điện. Như vậy cái cháy ở bóng đèn đó là bóng đèn cháy hay là điện cháy? Mà lâu nay mình cứ nói bóng đèn sáng thôi, chứ mình không nói điện, phải không? Đó là mình thấy cái hình thức mà không thấy được cái tế gì như sao. Cũng như vậy, con mắt là cái cơ quan được phát ra ánh sáng, nó để phản quang những cái ngoài, mà cái biết được cái hình ảnh ngoài đó là con mắt. Mà mình lại nói con mắt nó biết, con mắt nó thấy, nó biết. Đó là cái hiểu lầm mà tất cả chúng ta đều hiểu như vậy. Bởi vậy cho nên Đức Phật phát minh cho mình thấy không đúng, cái đó không phải vậy. Bởi vì con mắt không có, nhưng mà cái thấy nó không phải là không. Vì cớ sao? Ông thử, đây là dùng cái hình ảnh cụ thể, ông thử ra đường hỏi những người mù rằng ngươi thấy cái gì, thì những người mù kia sẽ đáp lại ông rằng tôi thấy ở trước mắt chỉ là tối đen, chỉ thấy tối đen, lại không có thấy cái gì khác. Mà thì ra hỏi với người mù, giờ giả sử mình ra hỏi với người mù thì họ cũng đáp sạch tôi thấy trước mắt tôi đen chứ không thấy gì khác hết. Thì mình sao thấy tôi đen mà không thấy, phải không? Lâu nay mình quen cái thế đó, cái gì mà tối đen mà cho là không thấy đó. Thì như vậy thì ai cũng trả lời giống hệt nhau. Đem cái nghĩa này mà xem xét thì tiền trần tự nó tối, chứ cái thấy đâu có thiếu sót. Trước mắt nó tối đen đó, tại là cái cảnh tiền trần nó tối, chứ không phải cái thấy không có. Nếu không có làm sao thấy tối đen? Nhưng mà nói như vậy mình cũng ức trong lòng, phải không? Ức trong lòng sao? Thấy tôi đen mà sao lại thấy được, phải không? Đó, thì ngài A Nan, ngài đại diện cho mình cái chỗ đó, ngài cũng ức trong lòng. Cho nên ngài thưa, những người mù con mắt thấy ở trước chỉ là thấy tối đen thì làm sao mà thành thấy? Thấy tối đen mà làm sao mà thành thấy được? Cái điều đó thật là khó hiểu.
thật là khó tin. Phật bảo A Nan, những người mù họ chỉ thấy tối đen, cùng với người có mắt ở trong cái nhà tối, hai cái tối đó nó có khác hay là không có khác? Qua cái câu hỏi này, nếu mà cái người cáo trả thì sẽ trả lời sao? Chắc dụ dụ lắm, phải không? Nhưng Ngài A Nan thì Ngài thật thà, Ngài thật thà tiếp tâm mà, biết sao nói vậy, cho nên nói. Chứ còn nếu mà trả lời khác thì biết mình bị kẹt rồi. Bởi vì nếu mà cái người mù họ thấy tối đen, trước mắt là tối đen, với cái người sáng mắt vào trong nhà tối thấy trước mắt cũng tối đen, phải không? Thì hai cái thấy nó có khác nhau không? Thì nếu mà mình trả lời ngay thẳng theo hiểu mình thì nó không, nhưng mà mình biết nói như vậy tức là mình mắc kẹt, thì chắc mình cũng dữ, phải không? Như đây Ngã Năng trả lời thẳng thừng, Bạch Thế Tôn như thế, ở trong cái chỗ tối, người ở trong chỗ tối cùng với cái đám mù kia, hai cái tối mà đem ra so sánh từng không có khác, hoàn toàn không có khác chút nào hết. Như vậy đó thì mới thấy mắc kẹt nè. Phật cứ bảo A Nan, nếu người không mắt toàn thấy ở trước tối đen, chợt được có cái con mắt sáng, tức là mình nói một cách cho rộng ra thì dễ hiểu. Nếu cái người mù họ thấy ở trước toàn mà tối đen, bây giờ chợt có cái ai cho thuốc thì nhỏ mắt, con mắt họ sáng lại, con mắt họ sáng lại thì lại đối với cái tiền tầng trước thấy các thứ hình sắc gọi là con mắt thấy. Còn cái người ở trong chỗ tối kia toàn thấy ở trước tối đen, chợt đốt lên một ngọn đèn sáng cũng thấy được các cái thứ tiền trần, những các thứ hình sắc của tiền trần thì nên gọi là đèn thấy. Thành ra Phật đưa ra cái ví dụ quá là hay, phải không? Nghĩa là người tối mắt không thấy được trước mắt tối đen, bây giờ người ta có thuốc gì đó trị, con mắt nó sáng ra, thấy ở cảnh trước rõ ràng hết. Thì khi mà thấy được cảnh trước đó thì nói cái gì thấy? Nói con mắt thấy. Thì như vậy người có con mắt ở trong cái nhà tối thấy trước tối đen, bây giờ đốt cái đèn lên, cái thấy được cảnh ở trước hết thì đó là đèn thấy hay là mình thấy? Cái gì thấy? Nếu không có cái đèn mà không thấy, vậy như vậy thì nhờ cái đèn mà thấy, thì như vậy đèn thấy hay là mình thấy? Cái thí dụ đó thật là quá hay, phải không? Là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy thì nếu mình nói là hồi trước con mắt mù không thấy, bây giờ người ta trị cái mắt mình nó hết mù thấy thì gọi là mắt thấy. Thì bây giờ đây mình ở trong nhà tối mình không thấy gì hết thì nói là không thấy. Bây giờ mình đốt đèn lên cái thấy sáng hết đủ thứ sự vật cái xung quanh mình thấy rõ ràng thì như vậy là đèn thấy, phải không? Cái gọi là người thấy. Như vậy thì mình chịu đèn thấy không? Thì không ai chịu đèn thấy hết. Thì như vậy thì cái người mù thấy tối đen cũng như người ở trong nhà tối thấy tối đen, hai người đó đều thấy hết mà, phải không? Vì cái tâm họ thấy tối đen. Rồi bây giờ bởi mình thấy tối đen đó, giờ đốt đèn lên thì mình mới thấy sáng đó. Thành ra đèn nó chỉ làm cho sáng cái cảnh mà thấy là mình, con mắt nó làm cho cái cảnh phản ánh vào, chứ còn cái biết là tâm nó rõ ràng
nó 100% là như vậy. Đó. Cho nên ở đây thì Phật Ngài đưa ra những cái ví dụ cụ thể rồi, thế thì Ngài mới kết thúc. Nếu đèn thấy đó, thì ngọn đèn hay có cái thấy thì không gọi là đèn nữa rồi, tự không gọi là đèn. Đèn thấy thì không ai gọi là đèn mà nó là người rồi, phải không? Lại là đèn thấy thì đâu có quan hệ gì với của ông, phải không? Ông thấy cảnh hay là đèn thấy, chứ đèn thấy thì đó, ông có biết gì đâu. Thế nên biết cái đèn là hay hiển sắc, nó bày ra được cái hình sắc. Như thế thấy đó là con mắt chứ không phải đèn. Con mắt hay hiển sắc, như thế cái tánh thấy là tâm chứ không phải là con mắt. À, như vậy quý vị mới thấy cái kết thúc cái đoạn này quá rất là rõ. Thì con mắt nó chỉ là hiển cái hình sắc, nó bày cái hình sắc. À, như tất cả hình sắc rồi nó có cái gương, cái tổng, nó phản ảnh vào. Mà biết được cái hình sắc đó là tâm chứ đâu phải con mắt, phải không? À, con mắt là chỉ có cái chỗ để cho ngoại cảnh nó phản ảnh vào thôi. Còn cái biết đẹp, biết xấu, biết này kia đó là tâm chứ không phải con mắt. À, cũng như cái đèn, nó chỉ làm cho sáng cảnh, mà thấy được cảnh nó là tâm chứ đâu phải là đèn. Là người chứ đâu phải là đèn, hay là con mắt chứ đâu phải đèn. Đó, như vậy thì càng rõ hơn tất cả chúng ta có cái thấy hằng hữu, khi tối cũng thấy, khi sáng cũng thấy, lúc nào cũng thấy đó, phải không? Dù mù cũng thấy, dù con mắt không mù cũng thấy. Mù là tại vì các cái bộ phận của con mắt nó hư, phải không? Chứ đâu có cái, đâu không có cái biết thấy ở trong. À, bởi vậy cho nên khi mà con mắt người hư á, người mù nó bị hư con mắt, thì cái biết của họ nó nhạy ở cái lỗ tai, ở cái bạc tai, phải không? Còn mình có mắt mình sáng thì cái biết nó không nhạy ở mấy cái kia. Ví dụ những người mù mà ai tới vừa lên tiếng là họ biết người quen người lạ liền, phải không? Đó. Còn mình thì đợi thấy mặt mới biết quen hay lạ. Đó. Còn người mù họ đi, họ sờ gặp ai mà quen lâu, gặp cái rờ cái thì họ biết liền người đó là thân hay là sơ. Hoặc là đi cầm gậy nó gõ cọc cọc, họ biết cái chỗ nào là đường cái, chỗ nào là lề, họ biết, phải không? Còn mình thì nếu cái mù á ở con mắt nó bị khuyết, nó không có hiện ra được, thì cái biết đó nó lại qua những chỗ khác nhạy. Cũng như nói cái máy đèn mình có thể chạy được một chục bóng sáng, bây giờ có một bóng hư thì cái điện đó nó mất không? À, nó lại thoát qua mấy cái đèn kia sáng hơn, phải không? Thì nó rõ ràng như vậy. Hiểu vậy rồi mới thấy rằng nơi mình sáu căn nó có cái tâm hiện ở tại đó hết, phải không? Chứ còn sáu căn chỉ là cái cơ quan để cho cái tâm nó phát ra thôi, chứ nó không phải, sáu căn không phải là cái biết, mà biết là từ tâm. À, như vậy thấy có biết không? Nghe có biết không? À, như vậy mà tại sao nó tôi suy nghĩ tôi mới biết? Như vậy thì thấy đã biết rồi, nghe đã biết rồi, phải không? Còn cái suy nghĩ đó là cái biết của cái sinh diệt, là cái biết động, nó không phải là cái biết thiệt, mà nơi mắt, nơi tai mình hiện hữu có cái biết. Nhận ra như vậy thì mới thấy rõ ràng thiền sư nói là sao? Cái gậy là cái gậy, phải không? Cái gậy giống như là cái gậy thôi. Hay là hoa hường là hoa hường, vẫn biết thì sao không biết. Nhưng mà cái biết đó nó không có
cộng thêm cái suy nghĩ để đi tới cái tướng sinh diệt, phải không? Đó. Thì như vậy ở đoạn này nó làm cho chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa. Ý nghĩa là mắt chỉ là một cái cơ quan để phản ảnh những cái bóng dáng ở bên ngoài, rồi cái biết được bóng dáng bên ngoài, hình sắc bên ngoài đó là không chứ phải là con mắt, phải không? Đó. Như vậy để hiểu rõ nơi con mắt có cái tâm hiện hữu, nơi lỗ tai cũng có cái tâm hiện hữu, chứ không phải mắt tai là cái biết, phải không? Mà biết là có ngầm ở trong đó. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm á, nếu mà chúng ta học thật kỹ thì thấy thật là lý thú, từ cái này qua cái kia mới hoàn toàn, phải không? Những cái hiểu biết của mình nó càng ngày nó càng có những cái mới lạ. Ngài A Nan tuy lại được nghe cái lời nói này cùng với các đại chúng, miệng thì đã lặng thinh mà tâm thì chưa khai ngộ, giống như vậy không? Miệng thì lặng thinh mà tâm không ngộ, hết biết để nói rồi nhưng mà ngộ thì cũng vẫn chưa ngộ. Vẫn mong Như Lai dùng cái lời từ để mà chỉ dạy, cho nên chắp tay lắng lòng sẽ chờ nghe cái lời dạy bảo của Phật. Nghe tới đó thì miệng chưa lập thinh mà tâm mình chưa ngộ, bây giờ thì chỉ còn chắp tay lắng nghe thì còn Phật dạy thêm cái gì nữa. Thế ngày hôm nay chưa có ngộ được. Khi ấy Đức Thế Tôn mới duỗi cái tay Đâu La Miên, cái tướng tháng rỡ, rồi xè năm hóa thì bảo Ngài A Nan và đại chúng rằng, khi ban đầu ta mới hành đạo ở trong vườn Lộc Uyển, vì A Nhã Đa năm vị tỳ kheo vân vân, và bốn chúng các ông nói rằng tất cả chúng sanh không thành Bồ Đề và A-la-hán đều do khách trần phiền não nó làm sai lầm hay nó làm mê lầm. Các ông chính khi đó nghe cái gì được khai ngộ mà hiện nay thành được thánh quả? Bây giờ Phật đưa cái tay lên thè nắm nó bình thường để hỏi Ngài A Nhã Triều Như và đại chúng, hồi ta mới thành Phật đến vườn Lộc Uyển, vì năm anh em Triều Trần Như mà nói pháp, thì ta nói rằng các ông do hai thứ khách trần phiền não mà làm cho mê lầm, bởi vậy cho nên không có được khai ngộ. Như vậy thì bây giờ nhân cái ta nói đó mà các ông được khai ngộ đó, được thành thánh quả đó là tại sao? Thì đây Ngài Kiều Trần Như Ngài đáp trước. Khi ấy Ngài Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: Con nay con là trưởng lão, tức bây giờ ngày già rồi. Như vậy thì biết rồi, khi nói kinh Lăng Nghiêm này đó là phản Phật chừng như tôi. Chắc cũng
60 hơn rồi, phải không? Vì đám anh em của Kiều Trần Như từ lúc đó cũng ngang cùng với Phật, mà bây giờ ổng nó thành trưởng lão rồi, phải không? Thì tự nhiên Phật cũng đã già. Con khi nay con là trưởng lão ở trong đại chúng, riêng được cái tên giải. Giải tức là tên hiểu, vì giải định hết đó. Bởi vì khi mà trong cái nhóm năm anh em không Kiều Trần Như nghe Phật hỏi, Phật giảng Pháp Tứ Đế rồi hỏi ai mà đã hiểu được, thì ngài Kiều Trần Như là người gật đầu trước nhất. Cho nên Phật khen ông là giải định nhất đó, tức là hiểu trước là hết. Nhơ ngọt hai cái chữ khách trần mà thành được đạo hóa. Nên con ngộ được hai chữ khách trần mà thành đạo hóa. Bạch Thế Tôn, chỉ như cái người hành khách họ dừng nghỉ ở, bây giờ nói theo dân tự giờ là khách sạn Lũ Bình tức là khách sạn hoặc là ngủ hoặc là ăn, ngủ ăn xong rồi thì họ liền chuẩn bị cái hành trang mà đi đường, chẳng có trở lại ở đây nữa, ăn trụ chứ không có trở lại để mà ở đây. Nếu thật là cái người chủ á thì tự không có qua lại đi lại. Như thế con suy nghĩ không có dừng trụ thì gọi là khách, còn dừng trụ gọi là người chủ. Do không có dừng trụ gọi đó là cái nghĩa khách đó. Như vậy thì ngài giải thích cái nghĩa khách rồi. Khách là cái người tới dừng ở nhà trọ, ăn nghỉ xong rồi thì lo hành trang ra đi nữa. Còn cái người chủ nhà trọ thì sao? Cứ ở đó mãi chứ không đi đâu. Như vậy thì cái người dừng rồi đi gọi là khách, người ở mãi thì gọi đó là chủ. Cái nghĩa khách nó là như vậy. Tới cái thứ hai, lại như khi mà trời trong, tăng tể tức là cái trời trong, khi mà nó trong trẻo, cái ánh mặt trời, cái mặt trời lên trên cao, hay mặt trời lên, thì cái ánh sáng của nó soi vào trong các kẽ hở, nó phát ra cái ánh sáng trong hư không, thì có các cái tướng bụi, thì cái bụi đó nó là dao động, còn cái hư không thì lặng lẽ. Như thế tôi suy nghĩ cái lặng lẽ gọi là hư không, còn cái dao động là bụi hay là trần. Vì do cái dao động gọi đó là cái nghĩa trần. Như vậy thì Đức Phật ngài thật là khéo léo là sao, là khen ngài không biết tới đâu cho hết. Phải không? Trước khi muốn chỉ một cái gì đó thì ngài đưa ra những cái hình ảnh, mượn cái người này người kia giải bài cái hình ảnh đó. Bây giờ đầu tiên ngài muốn chỉ cái động là cái tạm bợ, còn cái an trụ mà tịch tỉnh thì cái đó là cái thường còn, phải không? Muốn chỉ cái đó thì ngài không nói mà mượn cái hiểu của ngài Chùa Trần Như giải cái nghĩa khách trần. Khách trần là hai cái động, phải không? Mà trong hai cái động đó nó có hai cái tịnh, chủ và hư không, phải không? Đó. Chủ thì không đi đâu,
là ở một chỗ, còn khách thì đi mãi, còn bụi trần thì dao động, mà hư không thì yên tĩnh. Thì như vậy hai cái hình ảnh động và tĩnh rõ ràng. Qua hai cái hình ảnh đó rồi thì để cho mọi người xác nhận cái gì là động thì cái đó tạm bợ, phải không? Còn cái gì là tịnh thường còn thì cái đó là lâu dài. Mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà đây rồi cái Phật mới đi qua cái giai đoạn khác, giải nghĩa ra rồi cái Phật vẹn dùng hình ảnh cụ thể, phải không? Qua cái phần lý thuyết rồi thì giờ Ngài đi tới cái hình ảnh cụ thể một cách rất là hay. Cái ấy, Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay lại, co rồi lại xè ra, đó, nắm lại rồi xè ra, nắm lại xè ra, nắm xè đó. Thì Ngài thấy nắm lại rồi xè ra thì ai cũng thấy hết. Ngài làm như trò chơi nắm xè thì như vậy thì làm gì? Mới bảo Ngài hang rằng nay ông thấy cái gì? Tai Phật co nắm xè thì hỏi ông thấy cái gì? Bây giờ giả sử thầy nắm xè hỏi tụi con thấy cái gì, tụi con nói gì? Tai nắm xè thấy rõ ràng cụ thể như vậy. Ngã nang thưa rằng con thấy cái bàn tay tâm báo của Như Lai ở trong chúng xè ra nóng lại. Phật mới bảo Ngã nang, ông thấy cái tay của ta ở trong chúng xè nóng, hay là ấy là cái tay của ta có xè có nắm, hay là lại cái thấy của ông có xè có nắm? Thật là mới nghe hỏi vô lý, phải không? Như vậy ông thấy của ta có xè có nắm, hay là cái thấy của ông có xè có nắm? Thì tất cả đều trả lời một bề rằng cái tay của Phật xè nắm, chứ còn cái thấy của con không có tịnh nữa, huống là động nó tự nhiên vậy thôi, có tịnh có động gì đó, phải không? Thật là tài. Đó thì mình mới thấy Phật nghĩa là dùng cái hình ảnh cụ thể cho không có lý thuyết luôn, thực tế ở trước mắt vậy đó, lấy cái đó để mà chỉ. Phật bảo cái gì động, cái gì tịnh. Như vậy thì qua câu này cho mình thấy rõ rồi. Như vậy thì cái tay của Phật xè nắm thì ai cũng biết nó là động, còn cái thấy của Ngã Nan thì nó không có động, không có xè nắm, tức là nó là tỉnh đó, phải không? Phật bảo cái gì động, cái gì tỉnh. Ngã Nan thưa, cái tay của Phật không có dừng, mà cái thấy tánh thấy con còn không có tịnh, nói gì là không có dừng, là không dừng, nghĩa là nó là yên lặng như vậy, chứ còn nói gì động mà dừng. Như vậy tai của Phật là động, còn cái thấy của con là yên tịnh. Phật bảo đúng thế. Như Lai ở khi ấy, ngay ở trong giữa bàn tay, ở chỗ này mình khỏi cách nghĩa cái ưu thị là khi ấy, mà Như Lai khi ấy ở trong bàn tay, ở trong bàn, giữa lòng bàn tay. Giữa lòng bàn tay gì? Phóng ra một cái hào quang báo, luồng hào quang báo soi ở bên hữu của Ngài A Nan. Liền khi đó Ngài A Nan xoay đầu ngó qua bên hữu, lại phóng một hào quang xoay bên trái Ngài A Nan. Ngài A Nan lại xoay đầu qua bên trái nhìn. Phật mới bảo Ngài A Nan, cái đầu của ông ngày nay tại sao mà nó dao động vậy?
Nếu là tôi có hào văn anh Phan sẽ lại nhìn, sai con anh nhìn, sai con lại nhìn. Để khi sai nhìn rồi Phật hỏi trớ trêu, tại sao cái đầu ông lại động vậy? Nghe thì coi như nó lạ lùng, nhưng mà thật là cái tài tình để khiến cho mình dễ nhận, dễ thấy. Ngạ Nan thưa, con thấy Như Lai phóng cái hào quang báo sáng qua bên trái bên phải của con, cho nên con xem gì xem bên trái bên phải mà cái đầu của con nó dao động. Cái đầu con nó dao động vì Phật phóng hào quang bên trái bên phải con, thì con xem bên trái bên phải thì đầu dao động. Phật bảo Anan, ông xem cái hào quang của Phật ở bên trái bên phải cho nên đầu động, là cái đầu của ông động hay là cái thấy của ông động? Đó, hồi nãy thì cái tai của Phật ở ngoài này, nói tai của Phật động mà cái thấy con không động. Bây giờ cái đầu quay qua quay lại thì cái đầu động hay là cái thấy động? Vật thế tôn, cái đầu con tự động mà cái tánh thấy của con còn không có dừng nói gì là dao động. Không dừng nói gì là dao động, nó cứ hiện hữu, nó không có động tĩnh gì hết. Phật bảo đúng thế. Khi ấy Như Lai, tức là bây giờ Phật không còn nói riêng với ngã Anan phải không, mà ngài nói với tất cả đại chúng. Khi ấy Như Lai bảo khắp đại chúng rằng, nếu có chúng sanh, chữ lại này mình không thể nói nếu lại chúng sanh thì nghe nó không được, nếu có chúng sanh dùng cái dao động đó, cho cái dao động đó, gọi đó là trần, phải không, cho cái dình trụ đó, cho cái không dình trụ đó gọi là khách, cái dao động thì gọi là trần, cái không dình trụ gọi là khách. Như vậy thì hai cái trần và khách là cái không dình trụ và dao động. Thì ông xem cái đầu Anan tự dao động, còn cái thấy nó không có động. Lại các ông xem cái tai của ta tự xè nắm mà cái thấy nó không có xè nắm, thì tại làm sao các ông ngày nay dùng cái động làm thân, dùng cái động làm cảnh, từ thủy chí chung niệm niệm sanh diệt mà quên mất cái chân tánh, điên đảo hành sự, tánh tâm nó đã mất cái chân rồi, nhận vật làm mình, luân hồi trong ấy tự nhận cái diệu luân chuyển, lưu chuyển, tự mình nhận cái lưu chuyển đó. Đây Phật mới vỡ nặng, phải không? Thì như vậy từ cái hình ảnh khách trần ở trước, rồi Phật mới dùng cái tai động của Phật rồi hỏi Ngạ Nan, như vậy thì cái tai động hay là cái thấy ông động, phải không? Thì để cái tai Phật là chỉ cho cảnh, cảnh nó có động mà cái thấy của mình đâu có động đó. Rồi kế đó cái đầu xoay qua xoay lại nhìn hào quang cho nên đầu động, còn cái thấy mà nhìn qua nhìn lại đó, cái thấy có động không? Không động. Thì như vậy cảnh động thân động, phải không? Cảnh động thân động mà tất cả chúng ta lâu nay cho cái cảnh đó là thật, cho cái thân đó là thật, phải không? Nhận cảnh nhận thân là mình đó,
cảnh của mình, thân của mình, lấy cái đó cho là thật, mà quên mất cái chân thật từ ở cái thấy, cái nghe của mình, phải không? Mà nhận cảnh, nhận thân là cái động, là mình, thì sao? Mà nó là động, cho nên nó dẫn mình đi trong luân hồi. Mà dẫn mình đi trong luân hồi, mà mình cứ chấp nhận chuyện luân hồi mãi mãi, phải không? Chịu đi trong luân hồi hoài, chứ không biết chịu ra. Chịu không? Như vậy thì nghĩa là vui lòng mà đi trong luân hồi, phải không? Chứ không phải là chán sợ cái luân hồi, phải không? Khi nào mình còn chấp nhận cái thân này là thiệt mình, cái cảnh này là thiệt mình, là thiệt cảnh của mình, thân của mình, cảnh của mình, hai cái đều thiệt, mà hai cái đó là hai cái động, là cái hư giả, phải không? Mà nhận cái hư giả là thiệt thì đem cái giả gọi là nhận vật làm mình, nhận vật làm mình, mà vật là sinh diệt, là vô thường, mà nhận cái sinh diệt vô thường là mình á, thì mình phải làm sao? Thì mình cứ sinh diệt vô thường, tiếp tục sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết, phải không? Chừng bao nhiêu lần sanh già bệnh chết? Nếu đọc mỏi miệng chưa hết cái sanh già bệnh chết của mình nữa, phải không? Rồi sanh ra, rồi già đi, rồi chết, rồi cứ sanh ra, rồi già, rồi chết. Bởi vì mình cho cái thân này là mình, cho nên mất cái thân cái gì sao? Trong cái khác để rồi không có chỗ, không có chỗ bán. Như vậy thì cái chấp thân là mình, cho nên thân này hoại thì chụp thân khác, thân khác hoại chụp thân khác, dầu cho cái thân rất là xấu cũng cứ chụp, phải không? Có lông có lá lù xù cũng cứ chụp, có sừng có đầu cũng cứ chụp, mà chụp được nó cái hài lòng, phải không? Đó, mấy đứa nó thấy con chó đó, nó có hài lòng không? Nó cũng giỡn, nó cũng chơi vậy đó. Cho nên đây Phật dùng cái chữ mà mình thấy thật là đau khổ cho mình. Tự nhận cái lưu, tự thủ lưu chuyển đó. Nó tự nhận cái lưu chuyển đó, hài lòng với cái đó. Bị luân hồi như vậy rồi, ở trong đó mà chịu luân hồi, rồi tự nhận lấy cái lưu chuyển mà không chịu thoát ra. Như vậy thì học tới đây thấy Phật đã chỉ rõ ràng cái tu cho mình chưa? Như vậy thì muốn luân hồi nữa là muốn ra khỏi. Muốn ra khỏi thì còn nói cái thân này thiệt không? Như vậy từ mai mốt ai có chê, có trách nó thì có buồn không? Có rơi lệ không? Nếu nó là không thiệt thì có chê trách nó thì cũng chê trách cái không thiệt tạm bợ, thì có ai khen và ai chê nó thì cười thôi. Cái đồ đó đâu phải đồ thiệt, đâu phải của tôi, đâu phải là tôi còn cái gì nữa chứ, phải không? Dẫu cho họ chê rằng mình là xấu thì cái xấu là cái thân giả dối mà, phải không? Họ có khen mình là đẹp, đẹp là cái tướng giả dối, còn cái thật của tôi không có xấu đẹp, phải không? Phải không? Vậy thì yên lòng biết thế. Hiểu vậy rồi thì tất nhiên cái gì mình có phiền não ở đâu, phải không? Cho nên người biết trở về với cái chân thật thì người đó sẽ hết sanh tử, hết luân hồi, mà người đó là cái người mới gọi là thoát trần thượng sĩ rồi, phải không? Còn nếu mà cứ chấp cái thân này thiệt, chấp cái cảnh đó thiệt, thì đó là mình chấp nhận cái luân hồi, hài lòng tự mãn cái luân hồi, thì như vậy thì làm chúng sanh luân hồi kiếp kiếp không bao giờ.